cật to bự, lòng nướng sụn gà, bánh sầu riêng của mình. Tôi sống lại rồi. Này là bữa ngon cô nói sao? Anh biết gì giảm cân mà tôi thèm món này lắm không? Không ngờ cô lại mê bánh sầu riêng, nội tạng và thịt chuột. Làm gì có thịt chuột? Cô đang cầm máy. Cô không xem tin tức hả? Chiều cô đó. Dậy năng đi. Đường Cảnh Hành, anh uống nhầm thuốc hả? Anh đang ăn xiên thừa của tôi. Quét mắt qua mấy miếng này, cô đã động vào đâu? Sao? Cô mắc bệnh truyền nhiễm mà. Tổng tài bá đạo trong truyền thuyết đều chê xiên bẩn mà. Cô bớt xem phim thần tượng mất não giùm đi. Đừng bảo nhiều đây không có phần tôi nhé. Cũng có thể có phần anh. Đường Cảnh Hành, cảm ơn anh. Một bữa 300 đồng. Cô cảm ơn tôi. Cô cũng dễ thỏa mãn quá. Anh coi, một tổng tài bá đạo thông minh tuyệt đỉnh, sao cắn cái xiên thôi cũng vụng về thế. Cho anh này. Này cô to gan nhỉ. Một tổng giám đốc như anh để an ủi tôi mà ăn mấy thứ anh không thích. Tất nhiên tôi cảm động lắm. Bớt giác vàng lên mặt đi. Tôi đâu có giác vàng. Tôi xinh sẵn rồi mà. Được chứ. Mình mà đi đóng phim thần tượng, cái lời thoại không có não thế này, người ta sẽ đít cho chết. Không, trên cương vị thiếu nữ xinh tươi, khán giả lâu năm của dòng phim thần tượng, tôi rất thích nhìn các cặp đôi gây gỗ. Này gọi là yêu nhau lắm, cắn nhau đau, mà còn rất gần gũi. Được. Mời. Thiếu nữ xinh tươi khán giả lâu năm. Mời. Không phải đối tượng người dùng lâu năm của phim thần tượng. Triệu Kỳ Khải, tên khốn nhà anh. Lâm Tiểu Đồng, đồ lừa đảo. Hai người họ hùa nhau lừa tôi say mồng mồng. Vì cô dễ dụ đó. Tôi muốn xiên hai người họ. Rồi dứt xuống thung lũng tóc dạng lớn Tokyo. Là thung lũng tóc dạng lớn Đông Phi. Triệu Kiệt Khải, tôi mù mới thích anh. Mụ mị đầu óc mới muốn trao thân cho anh. May mà tối đó không phải anh, không thì tởm lắm. Tên khốn nhà anh. Người phụ nữ này đáng sợ quá. Kể tình yêu gì đó đi. Tôi muốn làm người phụ nữ thành đạt mạnh mẽ. Tôi muốn kiếm thật nhiều tiền, nhiều đến mức thu mua được dạng mẫu. Tiền. Mật sư Hạ, cô đầu cứng như sắt ấy. Mật sư hạ, bỏ ra. Mật sư hạ, ông chủ, lòng heo quán ông chưa có chín. Mật sư hạ, cô cầm tin con chó hả? Mật sư hạ, cô cầm tin con chó hả?
Xin, bé Xin, con voi to. Không được hát nữa, sao mũi bạn dài thế? Con voi to, con voi to. Không được cơ hội. Không nhìn thấy nhé. Đường Cảnh Hành, mới sáng ra anh làm gì bí hiểm thế? Đau đầu quá. Tối qua anh không phải mua rượu giả đó chứ? Rượu giả? Rượu cô uống bằng lương cô một tuần đó, chả có gu gì hết. Bổ sung vào hợp đồng thêm một điều, để trên bàn, cô tự xem đi. Trong thời hạn hợp đồng, bên B mật sơ hạ ngoài lúc bên A có mặt thì không được tự ý uống rượu. Tại sao vậy? Tối qua tôi say, không lẽ anh là cô? Cô xem cô làm gì tôi này. Không lẽ chúng ta đã đánh nhau? Tôi xin hứa nghe theo lệnh cấm rượu của anh Đường Cảnh Hành. Đường Cảnh Hành, Đường Cảnh Hành, cô gọi nghe tiện mầm gây ha mật sơ hạ. Có phải rượu hôm qua vào gan cô hết rồi phải không? Từ hôm nay tôi không còn là mật sơ hạ hèn kém bị người ta thao túng nữa. Xin hãy gọi tôi là nữ hổ lộc sơ hạ. Chúng ta là đồng chí chung một chiến tuyến, đối tác cùng nhau đi lên đỉnh cao cuộc đời. Nói tiếng người đi. Kể từ giờ tôi sẽ chuyên tâm cho sự nghiệp, là một người phụ nữ mạnh mẽ thành đạt mà họ không giới tới, không gục ngã vì thất tình. Khá đó. Đường tổng, cảm ơn anh hôm qua đã giúp tôi nhiều. Thực ra anh chỉ bị cái mỏ hổn, chứ lòng dạ rất ấm áp. Vậy xem như là một thẻ người tốt sao? Tính là hoa hồng đỏ, tự luyến. Giờ mình là chiến hữu chung một chiến tuyến rồi, đâu thể khách sáo mãi được. Cơ mã công ty tôi chắc chắn sẽ rạch ròi công tư. Đường tổng là cao nhất, xin đường tổng yên tâm. Cô muốn sao cũng được. Nay thứ hai, còn không làm vệ sinh cho nhanh thì lát tự chen chút ở tàu điện ngầm đi. Sếp, anh đưa tôi tới công ty hả? Còn nói thừa nữa. Sếp muôn năm, tôi làm nhanh lắm. Chào bà chủ. Gọi tôi sơ hạ là được rồi, tôi không quen xưng hô này lắm. Dạ được bà chủ. Sao tới sớm vậy? Hôm qua mới tổ chức tiệc đính hôn mà, sao không nghỉ thêm lát? Ừ đó, đã là bà chủ rồi, còn cần tuân thủ quy tắc thế sao? Đã là tới công ty làm thì phải tuân thủ quy tắc chứ. Đứng ngoài bàn vào thì giỏi rồi.
Giám đốc. Giám đốc. Bà chủ. Nay tôi không có việc gì làm, anh có cần tôi giúp gì không? Hay là cô sắp xếp lại sản phẩm mới của cửa tiệm đi. Được được. Cái này khá dễ. Được. Dạo này công ty đang tuyển người đại diện, phòng marketing không có đủ nhân lực, cần mọi người chỉnh lý tài liệu giúp. Ai rảnh không? Mọi người ai có thời gian rảnh nào? Dạo này tôi đang chuẩn bị bản thiết kế sản phẩm mới cho quý sao, thật sự không có thời gian. Tôi cũng đang bận bù đầu, ngày nào cũng tăng ca, thực sự không còn dư sức. Xin lỗi, dạo này tôi không rảnh. Tôi cũng bận lắm. Tôi rảnh, hay để tôi thử đi. Bà chủ, thế không ổn đâu, tôi làm được. Vậy thì vất vả cho cô rồi. Trong này là danh sách chi tiết, cô làm theo đó là được. Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Sơ Hạ, cô gặp vấn đề gì thì cứ tìm tôi. Dù tôi cũng khá bận, nhưng chắc chắn sẽ dành thời gian giúp cô. Nếu cô ấy không rảnh thì tìm tôi cũng được. Cảm ơn hai người. Cô coi mật Sơ Hạ này không thèm cuộc sống vợ tổng giám đốc sung sướng, cứ đòi đi làm. Là muốn gì đây? Giờ cô ta là vị hôn thê, phải tìm cơ hội chứng minh bản thân chứ. Không thì cứ làm mình qua mãi, hôm nào đó bị thay thế cũng không biết. Cũng phải, bên cạnh Đường tổng có bao nhiêu là phụ nữ xinh đẹp có thế lực. Tôi cứ tưởng nữ chủ nhân tương lai của tập đoàn Dạng Mậu sẽ là tâm phúc như tá y, theo Đường tổng từ khi mới vào. Không ngờ là con nhóc chỉ vừa mới tốt nghiệp. Con nhóc như thế, ngoại trừ quyến rũ đàn ông thì còn làm gì được. Cứ nghĩ tới tôi phải dọn tàn cuộc cho cô ta thì thấy cả nếp nhăn đi này. Cô ta thích trêu trội thế, sau này thế nào cũng về lại bên Đường tổng. Cô lo sớm quá. Có gì ác nào mà không mệt bán sống bán chết ở đây vì kiếm tiền đâu. Mật Sơ Hạ, cố gắng lên, làm cho tốt, chứng minh mình không phải là Bình Hoa. Bình Hoa cho thấy họ nghĩ mình khá là xinh. Chào mọi người, gọi tôi bà chủ là được. Chào mọi người, tôi là phu nhân tổng giám đốc, gọi tôi mật tổng là được. Xem như tối nay tôi tăng ca, thiếu điểm danh một bữa cho bà không sao đâu.
Tối nay tôi tăng ca, thiếu điểm nhanh một bữa cho bà không sao đâu. Mật sư hạ, mật sư hạ, mật sư hạ. Tăng ca tới độ đêm không về. Cô xong đời rồi. Xong rồi. Chỗ này làm tốt lắm. Lần sau đổi phương án khác. Được. Sư hạ, tài liệu làm đến đâu rồi? Xong hết rồi. Giờ tôi gửi chị. Được. Nhớ xử lý kỹ bước đó. Được. Để tôi tìm. Đợi một lát. Rõ ràng mình đã để ngoài desktop mà. Cô tìm kỹ lại xem. Sư hạ, cô sửa xong thật rồi sao? Đừng làm lỡ công việc của giám đốc. Tôi thực sự để ngoài desktop rồi. Sao chớp mắt đã không thấy đâu? Giám đốc thực sự xin lỗi. Dù sao sư hạ cũng là người mới. Hay tôi đổi người làm lại cho cô? Không cần đâu. Giờ làm lại là trễ rồi. Để tôi tự làm cho xong. Tôi thực sự đã làm xong rồi. Tôi tin cô. Cô cũng đừng buồn. Cơ mà cô cũng làm chưa chắc đã đạt phải không nào? Chuyện này giám đốc. Đường tổng vừa tới là xỉu. Tình tiết cậu quyết gì thế này? Gái mật sư hạ có mắt hả? Khéo lựa chỗ ngã ghê. Tình hình là vậy đó. Máy tính ở đây, tôi kiểm tra rồi. Thực sự không có tài liệu đó. Các người chơi đùa ở chốn công sở thế nào, tôi chưa từng nhúng tay vào. Nhưng cô là giám đốc bộ phận, nên vừa vừa phải phải thôi. Tôi sẽ quản lý chặt người phía dưới. Đừng chỉ chăm chăm vào người phía dưới. Phía trên ngay thẳng thì phía dưới mới không lệch lạc. Dân dân, đường tổng dạy rất đúng. Vậy tôi đi làm việc đây. Bác sĩ, sao rồi? Đường tổng, cô mật thiếu ngủ, với lại còn hạ đường huyết. Tôi truyền dịch cho cô ấy rồi. Vất vả rồi. Được. Sao tôi lại ngủ ở đây? Đêm không về còn đi ngủ có lương. Cô khá quá đó mật sơ hạ. Tối qua tôi tăng ca muộn quá. Tôi sợ đi trễ nên ngủ luôn ở công ty. Cô nghĩ giảm mạo thiếu cô là hết vận hành nổi sao? Hay cô muốn làm cô nàng liều mạng? Tôi vừa vào làm chưa được thạo mà. Phải rồi, văn kiện của tôi, máy tính của tôi. Tự xem đi. Tài liệu của tôi. Tài liệu bị xóa. Đã tìm lại rồi. Lần sau hãy nhớ, trước khi rời vị trí thì khóa màn hình. Đường tổng, tôi không phát hiện ra anh có tốt nhất làm IT đó. Tại tóc anh rậm quá nên tôi không nhìn ra. Người càng giỏi phải càng khiêm tốn. Thế nên
cô phải kiềm chế lại sự sùng bái dành cho tôi. Đừng tổng, YYDS. YYDS là gì? FA suốt đời hả? Anh còn mong mình đừng nói là Linh đi. Kể từ mai, cô điều sang văn phòng tổng giám đốc làm trợ lý riêng của tôi. Lương năm gấp đôi, cuối năm thưởng lương 4 tháng. Tôi dặn họ rồi. Tôi không nằm mơ đó chứ? Đường tổng sanh tốt với tôi thế. Bớt mơ mộng lại đi. Tôi sợ cô lộ tẩy, giữ cô bên mình mới dễ giám sát. Vậy tôi làm trợ lý tổng giám đốc, chị ta Y thì sao? Cô ta bị đuổi rồi. Tại sao? Khi có tôi giám sát đốc thúc, muốn tra ra người giở trò với tài liệu của cô chỉ cần 5 phút. Nhưng tại sao chị ta Y lại xóa tài liệu của tôi? Sống ở nơi công sở phải có thêm một con mắt, không thể không đề phòng người khác. Nhờ có tài liệu của Mật Sơ Hạ, chúng ta đã đánh giá Khương Chỉ Tịch một cách toàn diện. Kết quả là tiến cử hợp tác. Ok, em báo phòng pháp vụ soạn hợp đồng. Tan hợp. Sổ của mình đâu? Đường tổng, tôi có vài chuyện công việc muốn báo với anh. Anh có rảnh không? Cô là... Tôi là Thiên Thiên thực tập sinh phòng marketing, chờ ký được với Khương Chỉ Tịch. Có hoạt động có thể để tôi theo không? Tôi muốn học hỏi thêm ở đường tổng. Có được không đường tổng? Đường tổng. Đường tổng, cô là... Tôi là Thiên Thiên thực tập sinh phòng marketing, chờ ký được với Khương Chỉ Tịch. Có hoạt động có thể đưa tôi theo không? Tôi muốn học hỏi thêm ở đường tổng. Có được không đường tổng? Có được không đường tổng? Có được không? Có được không? Ông xã, chưa họp xong nữa à? Bà chủ, không phải Bảo Tí đưa em đi ăn thỏ à? Thỏ? Phòng marketing có vấn đề gì mà cần một thực tập sinh như cô chiếm dụng thời gian của tổng giám đốc báo cáo vượt cấp thế? À thì Phi Phi là Thiên Thiên, không quan trọng. Nội dung công việc của cô cứ tìm lãnh đạo trực tiếp bằng bạc là được. Bà xã, nghĩ ra đi đâu ăn chưa? Vậy tôi đi làm việc đây. Diễn khá đấy. Cầm tiền của người ta, cản đào hoa cho người ta, đó là bổn phận của trợ lý tổng giám đốc. Ừ. Giọng hôm nay của cô có thể giữ nguyên tiếp đó. Không nha cưng, ngoài phạm vi công việc là giá khác. Tôi thêm tiền, cô nâng cấp dịch vụ. Tôi không bán đứng linh hồn phóng khoáng gì tiền đâu. Tăng gấp đôi thì sao? Tiền bối. Tiền bối, nãy trong cuộc họp tôi có chỗ này chưa hiểu. Thế này là sao? Này là chọn vài chủ đề hot search. Vậy là hot search cho mình làm ra à? Đúng vậy, chứ cô tưởng sao? Giỏi vậy. Là bình thường mình sẽ tìm vài hot search rồi đưa lên. Vậy sau này có gì không biết, tôi có thể nhờ anh giúp không? Được chứ, có thể hỏi tôi mọi lúc. Cảm ơn. Nhiệm vụ giao cho phòng anh đã làm xong chưa? Mà còn rảnh ở đây dạy người ta. Vậy tôi đi làm nhé, đường tổng. Nãy tôi cũng có đi họp. Có gì mà tôi không thể giải đáp cho cô sao?
Tôi đâu như đồng nghiệp lúc nãy, ngay cả vấn đề này cũng phải phiền Đường tổng đích thân giải quyết. Cô quát tôi. Ghen à? Ở công ty mình phải cố gắng giữ khoảng cách. Sau này mấy cảnh tình tứ, tránh được thì tránh. Hình tượng cô nàng hay ghen, trong một vài trường hợp đặc biệt để tôi diễn là được rồi. Anh không hợp đâu. Ai ghen? Tôi nói này Mật Sơ Hạ, cô đang chuẩn bị trước để kết thúc hợp đồng phải không? Nào nào nào, cô chấm được anh nào rồi? Tôi đánh giá hộ cô. Cái anh mặc sơ mi trắng hình như ở phòng marketing, anh ấy có vẻ được đó. Anh mặc đồ đen mới vào phải không? Trông cũng được. Bên B mà vi phạm điều khoản giữ khoảng cách với người khác giới trong thời hạn hợp đồng thì trừ tiền. Đường tổng, tôi sai rồi. Sau này tôi đảm bảo trong mắt chỉ có Đường tổng, chỉ nghe lời Đường tổng. Khắc ghi câu này vào trong đầu. À Đường tổng, là anh còn một lịch trình phải gặp một người. Ai? CEO tập đoàn Mục Thị, Mục Hoài Cẩm. Đường tổng, lần này tới tôi muốn mời Dạng Mậu vào sàn thương mại điện tử Mục Thị. Xin lỗi, sao trên đời lại có hai người giống nhau đến thế? Không hổ là người đi đầu trong thương mại điện tử. Quả nhiên Mục tổng đã chuẩn bị trước rồi đến. Đường tổng quá khen. Cô Mật, chắc chắn cô hay mua sắm online nhỉ? Không biết cô nghĩ thế nào về ý tưởng của tôi. Tôi không hiểu lắm. Nhóm nhân viên văn phòng trẻ tuổi cũng là đối tượng người dùng tương lai của Dạng Mậu. Anh cũng muốn lắng nghe ý kiến của em. Người dùng nhạy cảm với việc tiêu xài như em đúng là sẽ nảy sinh ham muốn sở hữu đồ xa xỉ, nhưng lại sợ vào store ngắm mà không mua thì ngại. Lúc bọn anh làm khảo sát đúng là phát hiện rất nhiều người tiêu dùng có nỗi lo này. Nhưng mua sắm online sẽ giải quyết vấn đề này dễ dàng, không chừng có thể nâng doanh số. Đúng vậy, cửa hàng online có thể giải quyết vấn đề nan giải khi mà store vật lý không tiếp cận được. Người tiêu dùng mua hàng trực tiếp cũng có thể mở rộng nhóm người tiêu dùng ở mức cao nhất. Đúng vậy, đúng vậy. Thành ý và chuyên môn của Mục tổng đã làm tôi lay động. Đề nghị vào Mục Thị tôi sẽ cân nhắc kỹ. Cảm ơn vì lời mời. Vậy tôi chờ tin vui nhé. Mong là lần sau có thể mời hai người tới Mục Thị ngồi chơi. Cô Mật, cô phải tới nhé. Được được, Mục tổng và tôi tiễn anh. Không ngờ cô Mật là mở Dạng Mậu. Tôi tưởng, anh tưởng tôi sẽ ở nhà làm vợ hiền vợ đảm sao? Phu nhân tổng giám đốc mà tôi quen đa số đều theo hướng này. Tôi không nghĩ là bà nội trợ là xấu, chỉ là công việc cho tôi cảm giác an toàn hơn thôi. Cô Mật đúng là khác biệt, tôi chỉ không chịu được nhàn hạ. Cô Mật, cô từng tới Dân Kinh chưa? Dân Kinh? Chưa từng. Sao tự dưng anh hỏi thế? Không có gì, chỉ là tôi có cảm giác vừa gặp đã thân cô Mật. Chắc do mặt tôi đại trà. Tôi tiễn anh tới đây thôi nhé. Tôi đi làm đây. Được, vất vả cho cô rồi. Nhược Du, Mục Hoài Cẩm, mày đang ảo tưởng gì đó? Chuyện gì? Khương Chỉ Tịch tự nguyện hạ giá ký hợp đồng. Công việc hôm nay sắp xếp như này: 1 giờ chiều tới Mục Thị bàn bạc chi tiết vận hành Flagship Store Online. Buổi tối là buổi phỏng vấn ký hợp đồng với Khương Chỉ Tịch, cần Đường tổng thay mặt Dạng Mậu tham dự. Sau khi xong thì sẽ sắp xếp kênh chính thức công bố tin ký hợp đồng với Khương Chỉ Tịch. Hết. Ok, tôi chọn đồ cho anh rồi, anh qua xem đi. Bộ này sẽ làm nổi làn da trắng của anh, lên hình chắc chắn sẽ rất đẹp. Mặt tôi dính gì sao? Ừ, không có. Chỉ là cảm thấy cô rất hợp để làm trợ lý. Trạng thái làm gì khá tốt.
Quá ra vẻ mặt này không phải đang kiếm chuyện, mà là đang thể hiện sự sùng bái với tôi. Tự luyến không tính là tai nạn lao động đâu, tự bỏ tiền chữa đi. Mấy khi Đường tổng khen tôi một lần, đương nhiên tôi phải phỏng mũi tí chứ. Anh tự mặc đi, tôi đi đây. Bánh wasabi này tôi nhớ hồi cô qua Nhật Du còn sống rất thích ăn. Đúng vậy. Nhưng tôi rất tò mò, liệu người đó có thích không? Ai cơ? Một tổng. Một tổng. Cô Nhật Du. Đường Mặc. Cô Mặc. Mời ngồi. Chúng tôi đã làm vài phương án xeo chi tiết, với lại giờ có thêm ngôi sao lớn, Khương chủ tịch làm người đại diện. Tôi tin doanh số của mình sẽ càng thêm khả quan. Cô Mật, xem ra cô khá hứng thú về Khương chủ tịch. Phải, tôi khá thích cô ấy. Nên là trước đây công ty tôi cũng muốn hợp tác với Khương chủ tịch. Có điều bị Đường tổng nhanh chân lấy mất. Nếu vậy thì chúng ta cũng tính là hợp tác rồi, chứng tỏ rất có duyên. Đúng vậy, hợp tác khá quan trọng dù duyên phận. Nên lần này hợp tác với một tổng, chúng tôi cũng thấy như vậy thì mình có thể chọn sản phẩm rồi. Đúng vậy, tôi mới phát hiện tôi và cô Mật có khá nhiều điểm chung. Nếu như Đường tổng chịu nhường, tôi rất muốn mời cô Mật qua chỗ tôi. Vị hôn thê của tôi. Chỉ có thể ở bên tôi. Hôm nay tiễn tới đây thôi. Cô Mật, bánh wasabi vừa rồi thế nào? Lần đầu tôi ăn món có mùi vị như thế. Wasabi không nồng lắm, ăn vào khá là xốp. Có vẻ tất cả mùi vị rất hài hòa. Ăn vào dường như là cảm nhận được cái tâm của thợ làm bánh. Em mê bánh sầu riêng nhất mà. Các loại càng thối càng tốt mới chịu. Tôi đã đoán được chắc chắn cô Mật sẽ thích. Phần này tặng riêng cô, có thể đem về ăn. Cảm ơn một tổng. Vừa ăn vừa gói mang về làm tôi ngại quá. Lần sau có thể tới dặn mẫu. Tôi quen rất nhiều thợ bánh giỏi, có thể làm đồ nướng nữa. Làm gì có ai bằng việc hợp tác mà ăn đồ nướng. Đường tổng đúng là khác người. Quấy lây đó. Vậy chúng tôi về trước. Đường tổng đi thông thả. Lần sau mình gặp. Cô làm gì thế? Chặt muốn chết. Tôi ghét nhất là wasabi. Cô vừa bảo thích ăn mà. Ở công ty người ta đâu thể bảo là ghét được. Tôi đi mua nước đây. Giả dối. Hay. Khá lắm. Đẹp quá. Nào đó tôi thấy. Ngưỡng mộ quá. Tốt tốt lắm. Ai cũng có nét đẹp riêng. Có gì đâu mà ngưỡng mộ. Vậy cho tôi hỏi, Đường tổng nghĩ khi nào tôi đẹp nhất? Lúc không cãi chênh chẽn. Có qua có lại. Tôi cũng phỏng vấn cô. Khi nào tôi đẹp trai nhất? Lúc phát tiền thưởng cho tôi. Nông cạn. Cảm ơn Đường tổng. Chúc Đường tổng sớm là thành người giàu nhất thế giới. Một đồng chơi nhiều à? Tôi rút lại lời chúc. Người giàu ngoài đường còn hào phóng hơn anh. Đồ keo kiệt. Xin lỗi. Từ lúc còn nhỏ, tôi đây không chỉ là người giàu ngoài đường nữa. Đường tổng, cô Khương và phóng viên đã chuẩn bị xong. Mình qua đó thôi. Được. Lát phiền cô chuẩn bị.
Đợi đã, đổ ly không sữa cho Đường tổng đi. Được. Sao cô Khương biết? Tôi nghĩ giờ cũng muộn rồi. Đường tổng uống đồ không sữa cho tỉnh táo. Mọi người đừng giết lung tung đó. Tất nhiên rồi, chúng tôi sẽ không giết lung tung. Cầm điện thoại này. Để đây đi. Sao cô ấy biết thói quen của mình? Cảm ơn. Cảm ơn hai vị. Nội dung cuộc vấn tới đây thôi. Phiền hai vị xếp lại gần chút, chúng tôi chụp vài tấm hình. Lại gần chút. Được. Cười lên. Cô đi làm việc đi. Vâng. Tôi có thể chụp hình với cô không? Tất nhiên là được. Cảm ơn. Cô Mật, có thể chụp giúp tôi tấm hình với Đường tổng không? Sau khi công bố người đại diện, tôi sẽ thêm vào Weibo tôi ảnh chụp chung, đồng nghĩa tặng một hot search miễn phí. Cô Mật, ảnh tuyên truyền chỉnh xong rồi, mình qua chọn ảnh cần chỉnh kỹ nhé. Đến đúng lúc lắm. Chụp giúp chúng tôi tấm hình đi. À được, chụp luôn vị hôn thê của tôi. Vậy thì hiệu quả tuyên truyền càng tốt. Được. Cô Mật, mình đi chọn ảnh được rồi. Được. Cô Khương, mình gặp nhau ở đâu rồi phải không? Đường tổng đang bắt chuyện với tôi sao? Cô nghĩ nhiều rồi. Có lẽ kiếp trước mình có duyên, để anh thấy tôi rất quen. Cô Khương khéo đùa thật. Nhưng mà dù kiếp trước mình có duyên, thì kiếp này cũng không có duyên phận gì được nữa. Chuyện tương lai ai biết trước được chứ? Vậy thì đừng nói nữa. Mật sư hạ, mau lên, anh đói lắm rồi. Còn hai tấm nữa xong ngay. Đổi ly không sữa cho Đường tổng đi. Để đây đi. Có lẽ kiếp trước mình có duyên, để anh thấy tôi rất quen. Anh còn có gì đó? Khương chỉ tịch làm tôi có cảm giác như từng quen, nhưng tôi chắc chắn trước đây không qua lại gì với cô ấy. Đường Cảnh Hành, đừng bảo anh thấy người ta đẹp nên nổi lòng háo sắc nhé. Bộ tôi mới thấy người đẹp lần đầu sao? Chúng ta tựa như từng quen, nghe là biết câu màu đầu để tán gái rồi. Tôi thì nghĩ, tôi không thích để đồ cá nhân ở khu vực công cộng. Thói quen này quấy cũng biết. Lẽ nào lại là trùng hợp? Nói cũng phải. Tất là của anh. Thói quen của anh đúng là không phải ai cũng biết. Tôi theo anh suốt ngày mà còn không quan sát kỹ thế. Có khi nào cô Khương biết xem thước chắc tinh không? Tôi không nên thảo luận vụ này với cô mà. Chục ngàn, trăm ngàn, triệu, chục triệu. Bài công bố của mình mới đăng đã bùng nổ. Mắt nhìn của Đường tổng tốt ghê. Chọn người đại diện đỉnh chớp. Cần cô nói sao? Anh xem, ảnh chụp anh đẹp chưa kìa. Đứng chung với người đẹp, thái độ nó khác hẳn.
không cười, cười, không cười, cười, không cười, cười, không cười, cười, không, cô ghen sao? Tôi ghen gì chứ? Tóm lại hai chúng ta chỉ diễn kịch thôi. Khi nạn có người trong lòng thì tôi có thể hết vai mọi lúc. Tiền đình hợp đồng. Đùa thôi. Mau lái xe đi, tôi còn phải về ngủ dưỡng nha. Rất vui được gặp anh. Là sao? Công khai tình yêu hả? Chị thoát ế rồi. Ngậm ngùi chúc phúc. Nếu như số mệnh không có duyên phận thì để mình tạo ra duyên phận. Alo, chị, bà Weibo chị mới đăng. Bị Cider đẩy lên, họ nói chị đang công khai tình yêu. Chị, mau xóa đăng lại đi. Bên BA đưa nội dung mới, em gửi chị ngay. Không cần xóa, tôi tự xử lý. Ôi, kích động quá, quên đáp anh vào. Giải thích thế này, mọi người tin không? Chị cũng tới tuổi có bạn trai rồi. Chúng tôi hiểu mà, giấu đầu lòi đuôi. Hóng chờ phần sau. Đúng là ai cũng mong thành thật. Cô Mật, chờ lâu rồi. Một tổng tới ngay. Cảm ơn. Weibo của mình chả ai thèm ngó. Sao hôm nay lắm tin nhắn thế? Rút lui đi. Mật sư hạ, có lý gì để so với chị Tịch? Tưởng mình là loại đen thật sao? Công chúa giả đáo thôn nữ tránh đường. Chuyện gì đấy? Tôi mà là cô thì sẽ trả đường cảnh hành cho chị Khương. Lịch sử trèo cao. Bị lịch sử đèo cao của cô ả Momo Mật Sơ Hạ. Mật Sơ Hạ bị Khương Chỉ Tịch đè bẹp phần ngân sách. Dựa vào đâu mà chiếm lấy đường cảnh hành? Mật Sơ Hạ cút khỏi giặc mộng. Xin lỗi cô Mật, để cô chờ lâu rồi. Mục tổng, hôm nay tôi tới lấy. Ngồi đi. Hôm nay tôi tới lấy bản thảo nhóm sản phẩm được chọn thứ hai. Xin lỗi, hôm nay tôi xem ra bánh ngọt hôm nay tôi chuẩn bị đúng rồi. Nghe nói ăn món ngọt có thể chữa lành tâm trạng xấu, không biết có đúng không nữa. Thế mà anh cũng phát hiện à? Ban nãy tôi những tin đó tôi đọc rồi. Cô buồn thế, chắc chắn là rất yêu đường cảnh hành nhỉ? Chẳng lẽ mình yêu đường cảnh hành rồi sao? Những tin đó tôi đọc rồi. Cô buồn thế, chắc chắn là rất yêu đường cảnh hành nhỉ? Chẳng lẽ mình yêu đường cảnh hành rồi sao? Tất nhiên rồi, anh ấy là vị hôn phu của tôi mà. Mình nhập vai quá rồi chăng? Cái thời thịnh hành tự do truyền thông thế này, từng lời nói hành động của một người đều sẽ bị phóng đại hết mức. Huống chi là Khương Chỉ Tịch và đường cảnh hành, những nhân vật thấp đầu của các lĩnh vực. Thực ra tôi buồn là gì? Tôi nghĩ họ nói cũng có lý. So với họ tôi đúng là một con vật xấu xí. Đừng thấy người ta tỏa sáng mà nghĩ mình lu mờ. Có những người trong đất hút mắt là vì bản thân người đó đứng ở chỗ sáng. Còn có những người hút mắt là vì bản thân người đó là mặt trời nhỏ. Chỉ là họ chưa phát hiện ra thôi.
giống như cô vậy. Anh nói vậy làm tôi thấy ngại luôn. Sau này có khó khăn gì hay lời không tiện nói ra thì cô có thể tìm tôi. Giờ mình là bạn rồi, đúng không? Cảm ơn Mục Tổng. Vậy tôi về công ty đây. Họ còn chờ tôi lấy danh sách xác nhận để sắp xếp phân phối hàng. Được. Tôi tiễn cô nhé. Không cần đâu, tôi tự đi được rồi. Nhược Du, là em đưa Mật Sơ Hạ đến bên anh sao? Đường Tổng, lô sản phẩm thứ hai cho Lashy Store đã xác nhận. Bên Mộc Thị sắp xếp cho ra mắt rồi. Không có chuyện gì thì tôi đi trước. Đợi đã. Cô qua đây, tôi cho cô xem cái này. Đây là doanh số trong 24 giờ sau khi công bố người đại diện. Trong đó có công của cô. Tôi định cuối năm thưởng cô gấp đôi. Thế nào, cảm động không? Cảm ơn Đường Tổng. Hết rồi à? Không có chuyện gì thì tôi đi trước. Mật Sơ Hạ thật là keo kiệt. Cầm bao nhiêu tiền mà chẳng mời mình được bữa cơm. Sao mình lại thích tình cảnh vậy đó chứ? Không được, không được. Không thích. Không được gặp nhanh thế nữa. Cô Mật, có tiện gặp mặt không? Khương Chỉ Tịch. Này là muốn ép mình rút lui để thấy chỗ sao? Mình nên phản đòn thế nào? Cô Khương, cô Mật mời ngồi. Cô Khương, cô tìm tôi tới có việc gì không? Tôi muốn xin lỗi cô. Xin lỗi? Dư luận trên mạng chắc chắn đã gây ảnh hưởng đến cô rất nhiều. Tại tôi cả. Tại tôi không thể kiểm soát fan của mình. Chuyện này sao trách cô được? Sống trong showbiz bao nhiêu năm, đã quen bị người ta đem ra bịa chuyện rồi. Giống là định để nhiệt độ này nâng doanh số cho dạng mẫu, nhưng không ngờ lại bị bóp méo như vậy. Thậm chí còn liên lụy quan hệ giữa cô và Đường Cảnh Hành. Xin lỗi. Mấy tin trên mạng giống là câu trước câu sau, giả nhau chan chát. Chuyện này không trách cô được, với lại cũng không ảnh hưởng tới tôi. Cô đừng áy náy quá. Cảm ơn cô đã hiểu cho. Vậy quan hệ giữa hai người không bị ảnh hưởng gì chứ? Chúng tôi là vốn không giống những cặp đôi khác hay thảo luận mấy chuyện này. Cộng thêm dạo này vì chuyện doanh số, anh ấy cũng khá bận nên không có thời gian. Ra vậy. Thế vừa rồi cô đề phòng tôi như vậy là do hiểu lầm quan hệ giữa chúng tôi phải không? Hai người không thường trao đổi, có phải làm cô thiếu cảm giác an toàn không? Thế cũng bị cô nhìn ra. Xem ra cô Khương không chỉ am hiểu dưỡng sinh mà còn biết nhìn tướng mặt. Hay để tôi làm quân sư tình yêu cho cô nhé. Có được không? Tất nhiên là được. Cô có từng nghe câu muốn bước vào trái tim một người thì phải tóm được dạ dày người đó trước không? Chẳng hạn lúc anh ấy thức đêm tăng ca thì đem một ly sữa nóng. Sữa nóng. Bảo sao cả ngày nay cái cô này u ám thế? Alo,
Hot search về mặt sơ hạ trên mạng, bảo phòng BI và phòng pháp vụ xử lý ngay đi. Ai bị đặt quá mức thì gửi thư luật sư luôn. Sếp, làm việc cả ngày rồi phải không? Xem tôi chuẩn bị gì cho anh này. Cuối cùng cũng ý thức được là có thái độ không tốt với mình rồi. Xem như cô có lương tâm. Ban ngày thì bơ tôi, giờ lại chạy qua ân cần. Đúng là có hai bộ mặt. Ban ngày tôi gặp tí gì ảnh hưởng tới tâm trạng. Giờ hết rồi. Cô nghĩ bị người ta lột trần bạo lực mạng nguyền rủa là chuyện nhỏ à? Anh biết cả rồi sao? Cô là vị hôn thê của tôi. Sau này chuyện như thế đừng nhận được chứ. Dù tôi bận cỡ nào thì cũng có thời gian xử lý việc của cô, hiểu không? Nhưng tôi đâu phải vị hôn. Đau, đau, tôi sai rồi, tôi sai rồi. Lần sau không dám nữa. Cậu muốn có lần sau à? Không, không, không. Anh sao? Mật sư hả? Cô bỏ gì vào đó? Tôi không bỏ gì hết. Cái này mua về mà. Để nào bị hết hạn. Đây là gì? Sữa, tàu phớ sữa. Cô muốn hại chết tôi sao? Mật sư hả? Tôi dị ứng lét to. Đường cảnh hành. Đường cảnh hành, tôi không biết anh gì ứng lắc to. Tôi đưa anh đi viện nhé. Cô ra ngoài trước đi. Không được, tôi phải đồng cam cộng khổ với anh. Cô ra ngoài trước đi. Cô ra ngoài trước đi. Ra ngoài. Sếp, anh ngửi thấy mùi gì lạ không? Ra ngoài. Tôi rồi, đường cảnh thành bị tôi hại cho đau bụng. Sáng ra không thấy đâu. Làm việc tiêu cực biến nhát. Mời vào. Cô Hương, hôm nay tôi có hoạt động ở gần đây, chẳng tới thăm anh. Không làm phiền anh chứ? Không, mời ngồi. Có việc gì sao? Sao sắc mặt anh kém thế? Bệnh rồi sao? Không có chuyện gì lớn. Không sao là tốt. Đường tổng có lộc ăn nhé. Vừa hay tôi đem canh ấm dạ dày tặng anh nhé. Dạo này thời gian hoạt động không cố định nên thường đem mấy thứ này bên mình để chăm dạ dày. Không cần đâu. Tèn tèn, mau thử. Hai người có gì à? Vậy em đi trước. Sơ hạ, không sao chứ? Không bỏng chứ? Không sao. Cái thứ đen thùi cô Mật mới bưng tới, không phải cho quấy làm đấy chứ? Chắc là cho ấm dạ dày nấu cho tôi. Là nữ chủ nhân tương lai của Dạng Mậu, tôi cứ tưởng Mật Sơ Hạ là kiểu con gái hiền thục đảm đang. Không ngờ sống chung với kiểu con gái đó, chắc mỗi ngày có nhiều bất ngờ lắm nhỉ? Người phụ nữ giỏi giang vốn không nên bị trói buộc bởi những thứ bếp núc. Không ngờ tư tưởng của cô Khương lại bảo thủ như vậy. Tôi chỉ thấy cô Mật rất đáng yêu. Vậy tôi thay cô ấy cảm ơn cô. Tôi phải đi làm rồi. Tạm biệt. Đường tổng, không cần tiễn tôi. Chúng ta không cần khách sáo vậy đâu.
Không phải, tôi đi tìm chị Hồng Thay ăn trưa. Cô Khương đi thông thả. Cậu ta mặc gì thế? Hưng phấn dữ. Cậu bánh bèo phải không? Làm lớp mình mất mặt quá. Nô tài to gan, dám buông lời ngông cuồng. Đây là nương nương lớp mình, còn không mau thỉnh an nương nương đi. Đúng đúng đúng, nương nương Cát Tường. Cậu bánh bèo thật phải không? Coi cậu đi, làm lớp mình mất mặt quá. Chán sống hả? Đi mau. Tiểu Cảnh, Khương Lai, sinh nhật vui vẻ. Màu hồng, cậu thích màu hồng mà. Dù hiếm có con trai thích màu hồng, nhưng cậu cũng không phải thấy ngại đâu. Những kẻ mượn cớ đó để tổn thương người khác mới nên cảm thấy hổ thẹn, không phải sao? Cảm ơn cậu, tôi rất thích. Cảm ơn gì? Mau lên đi nhé. Dịch con xấu xí, tới bắt cháu cũng làm khó coi thế. Thì lấy gì so với Thiên Nga? Đừng tổng, sao tới đây? Cháu cô nấu, hình thức vốn đã một lời khó nói hết, mà cô còn đâm cho nhuyễn vậy. Không phải nấu cho anh. Đường tổng ăn mạnh thật, vừa ăn xong canh của người ta còn tới ăn cơm chua của nhân viên quèn. Tôi không bao giờ ăn đồ của người ngoài. Cô Khương đâu phải người ngoài. Trong mắt tôi, ai không thân thì là người ngoài hết. Vậy sao anh còn ăn cháo của người ngoài? Cháo này cô làm cho tôi mà. Đã bao giờ cô ăn thanh đạm thế đâu? Tôi giảm cân, với lại tôi không thân với anh. Trả tôi. Trả tôi. Tối ngày mình ở chung một nhà mà còn bảo không thân với anh. Đừng nói bậy. Anh nhớ rửa bát. Nhìn gì mà nhìn? Đường tổng vất vả quá, còn tự rửa bát nữa. Người nấu cơm không rửa bát, luật nhà tôi. Đúng đúng đúng, nhà tôi cũng vậy. Ép ai như anh, nhà đâu ra? Còn bảo không phải nấu cho mình. Ngụy biện.